Ten Hag gặp sự cố hy hữu với cúp vô địch League Cup. Huấn luyện viên Erik Ten Hag đã quên lấy chiếc cúp Carabao Cup sau khi kết thúc buổi họp báo sau trận chung kết. Man United đã chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài 6 năm khi họ đánh bại Newcastle 2-0 trong trận chung kết League Cup tại Wembley vào Chủ nhật. Jose Mourinho là huấn luyện viên cuối cùng giành được một danh hiệu với tư cách là huấn luyện viên của Man United. Khi đội bóng của ông giành chức vô địch Europa League vào năm 2017. Giờ đây, chỉ sau 8 tháng làm việc, Ten Hag đã mang những khoảng thời gian tươi đẹp trở lại Old Trafford. Sau trận đấu, Ten Hag như thường lệ tham dự buổi họp báo. Nhưng sau khi kết thúc cuộc họp báo, ông đã đứng dậy đi ra mà quên cầm theo cúp vô địch. Nhà cầm quân người Hà Lan chỉ nhớ ra khi được các phóng viên nhắc. Sau đó, Ten Hag lập tức quay lại lấy, phản ứng khá hài hước và nở nụ cười tươi nói, tôi có thể để chiếc cúp lại ở đây. Vì tôi muốn giành thêm chức vô địch khác nữa, đúng không nào? Đây không phải là lần đầu tiên Manchester United bỏ quên một chiếc cúp. Trước đó, Quỷ Đỏ giành ngôi vô địch cúp giao hữu sau trận thắng Liverpool vào hè 2022. Tuy nhiên, họ đã bỏ quên chiếc cúp này ở phòng thay đồ tại Bangkok. Manchester United hiện vẫn còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu ở cả 3 mặt trận còn lại, FA Cup, vòng 5, Europa League, vòng 1/8, và hiện xếp thứ 3 ngoại hạng Anh sau 24 trận đã chơi. Chính vì thế, việc Ten Hag bông đùa về danh hiệu là hoàn toàn dễ hiểu.